ngoài này là phải dùng bằng xuồng, xuồng mới ra được. Xung quanh là nước thì ta gọi là đảo. Còn bây giờ là có đường đê ô tô chạy ra đấy, đảo có chứng năng vào đất liền người ta gọi là bán đảo. Tức là có vụng cho tàu bè đậu. Cái nơi đây là cái vụng từ cái thời cha ông để lại. Là ngày xưa thì đang đi học phổ thông thì giờ ra chưa hễ là hay là dòm qua cửa sổ là thấy có cái tí bố mình hỏi ấy câu ở đấy rồi, làm nghề ở đấy. Viện người ta cấy ra người ta bán mình nuôi, nuôi cá hồng mỹ, cá mú, cá bớp. Ở đây là cái lẹt lặt người ta vào lặn, cho nên người ta nuôi nhiều. Còn như thế là cái bãi ngang thì không nuôi được lồng, cái bãi ngang sóng to không nuôi được. Trên 70 hộ nhà nuôi cá lồng, có thế họ nuôi họ làm kiếm ăn được thì mình cũng theo nghề nhà học hỏi để làm. Riêng tôi có 3 cái bè là như thế này. Một cái bè này nó rộng tính chu vi khoảng 100 m². Mình nuôi nhiều loại cá, tức là loại cá gì mà nói chung là đối với cái thị trường mà nó làm nó có lãi thì mình nuôi. Đi biển phải phụ thuộc người. Mà con cái thì tương lai là xác định là cho nó đi học. Cho nên là nuôi cá bè được khoảng đến bây giờ nếu như tính năm thì được khoảng 20 năm, gần 20 năm đây rồi. Lúc làm cái bè lồng này nó dễ mà chứ không có gì là khó lắm. Dân biển cho nên là về lưới trài thì mình cũng chả phải thuê ai cả, thì mình làm đấy thôi. Tự mình làm đấy, mình dòm qua mình làm. Ừ, công việc thì nó cũng là còn đến bây giờ thì còn thuộc nó. Ngày là mình phải thay một lần. Nếu mình không thay thì thứ nhất là cái lỗ lưới nó bí coi như thế là các phù du nó bám vào nó tịch lỗ, nó nước nó không thông được, không thông thoáng được. Cái thứ hai nữa là cái con hà nó mọc to ra là khi làm vệ sinh nó khó. Phun sạch đi phơi khoảng tầm vài ba ngày sau mình lại thay trở lại. Cũng như thay áo đấy. Tóm lại mình mặc áo là nước thì mình giặt. Nếu nuôi cá trên này trên biển thì mưa bão thì đồ nó không có ảnh hưởng, nhưng với điều kiện bão nó phải tầm độ cấp 10 đổ lên. Trước ngày bão một vài ngày đấy thì khi đã có bão thì mình làm công việc leo lọc lại, rồi các hệ lắp lồng lại, rồi nói chung những cái gì mà nó không chắc thì mình củng cố nó lại để phòng chống bão. Làm cái bè này làm lúc nào thì làm được, khách tự do làm lúc nào thì làm. Xung quanh đây là cũng đã có bao nhiêu những các hộ họ nuôi như mình cả, cho nên là mình cũng không có gì là buồn. Anh em nói chung khi cá bị bệnh tật hoặc ấy thì có thể là đến tập trung rồi nghiên cứu rồi tìm cách để chữa trị.
nay là 9:30 mới đi, cũng cứ làm cả ngày chứ. Nước xuống, hắn ròng xuống, lăn lòi những con hầu đi ra nè, là mình đi lấy. Nước lên là về. Đi rồi thì không phải chắc mình đi mà mọi người cùng đi, đông lắm. Liền ông là đi biển cả, thì này liền bà là siêng đó, là đi đi. Cũng có người về bán rồi cũng có người về ăn, chứ không phải là nhất là bán. Chứ không được họ làm, họ tranh thủ họ đi nhé. Làm cái đây thì đang theo về thời vụ mới có. Mùa hè đây mới có, mùa đông rét là không chắc được, nó vừa hầu họ tháng thì mai ra đi được hơn 10 ngày. Thì có đồ của hắn đi với mầm được, đặt ông lò rèn đó. Thì họ rèn ra cho một cái đồ nhọn vì cái đồ bẹp đi nè. Đồ đi là mổ, đồ đi là lấy. Hầu đi ăn hắn nhỏ nhưng nó vẫn ngon. Còn đi là hắn chắc thì béo nè. May được bữa mà hắn mát trời dễ ăn ạ. Thì may khoảng được 3 cân, còn không thì được 2 cân nữa thôi. Cứ chọn những con to to thì lấy. Hắn thì không nặng nhọc nhưng mà ngồi vây xoay cả ngày đến đau lưng. Tí nữa ăn hầu một hồi sau thì ăn cô có bốc. Nhờ bỏ qua được nhiều, được vài lô. Này là cá bé, cá biển, cá bống mà thôi. Chỉ mang có một ít tôm mà đi thôi. Vì lì ít cái lì câu. Đi câu con này thì lì nước là đợi nó rặt. Thời điểm nó ăn đến giật liên tục. Nó ăn nhiều. Có bữa thì được 2 cân, có bữa 3 cân. Qua nó ăn nhiều quá, hôm nay nó ăn đây.